Xin chào mọi người, lúc này là 3 giờ chiều Oman và trời nắng rất là gắt mọi người nhé. Mình vừa mới đi quay họp báo xong thì bây giờ mình sẽ đi kiếm đồ ăn. Mới hôm nay ăn rất là nhiều đồ ăn ở đây rồi nên là hôm nay mình sẽ thử một cái món mà rất là ngon ở đây nhé. Không biết là ngon không nhưng mà mình sau mấy ngày tìm kiếm mình đã tìm ra là một quán ăn Hàn Quốc ở gần khách sạn. Ok, let's go. Hôm nay sẽ ăn đồ Hàn để ủng hộ thầy Park Hang-seo của chúng ta nhé. Mọi người nhé, Korea Food này. Đấy, có rất là nhiều đồ ăn Hàn Quốc mọi người nha. Và bây giờ thì mình vừa mới mua hai hộp mì xong. Đấy, để về thì nấu mì Hàn Quốc ăn. Cũng ra gì đấy mọi người ơi, Samyang này, Samyang ramen. Đấy, ngoài ra thì còn có một số loại mì khác nữa. Nhưng mà vừa xong thì mình thấy là cũng không có hộp ấy. Mà muốn ăn thì phải có hộp thì sẽ dễ ăn hơn mọi người nhá. Bên này thì một hộp mì này nó rơi vào khoảng tầm 60.000 mọi người ạ. Cũng khá đắt đỏ. Thank you so much. Thank you. Ok bà con ơi, mình về phòng rồi nhá. Lúc đầu ấy mình đi tìm là mình cứ tưởng là đấy sẽ là một quán ăn của Hàn Quốc, đi vào trong được ăn kim chi này, được ăn cơm các thứ, xong rồi được ăn thịt các thứ cơ. Ai ngờ chỉ là quán bán đồ nhanh thôi, tức là đồ tiện lợi các thứ thôi, hoặc là nếu mà muốn làm thì phải mang về nhà để nấu cơ. Nên thôi không sao, bây giờ sẽ thử thức một cái hộp mì Hàn Quốc mọi người nhé. Hộp mì này thì có giá ở đây là một Oman, tức là rơi vào khoảng 60.000 Việt Nam mọi người nhé. Mình nghĩ là không phải bình thường, Việt Nam mua chắc tầm 30-40.000 được không? Ok, bây giờ sẽ bóc ra và sẽ đun nước sôi và mình sẽ cùng ăn mì Hàn Quốc để ủng hộ thầy Park Hang-seo tại Oman mọi người nha. Yes. Mới hôm nay ở đây ăn nhiều mấy cái đồ KFC rồi gà rán ấy, được kiểu đây. Hai bên nhiệt này, nhiệt hết mồm rồi mọi người ạ. Yeah. Có một gói nước sốt mọi người ạ. Xem còn gì không ạ. Thật ra chỉ có một gói sốt thôi mọi người, hy vọng là gói sốt này ngon. Bây giờ mình sẽ cho sốt vào trong nha. Ok. Nó giống kiểu bột ớt ấy mọi người. Nước sôi mọi người ơi. Đây, bây giờ đổ nước sôi vào mọi người nhé. Đấy, ok, ok. Mà nó chỉ có đúng một gói gia vị thôi. Cái gói này là gói kiểu mình thấy giống bột ớt ấy. Hy vọng là sẽ ngon. Đấy, ok luôn. Rồi, bây giờ lại nắp lại. Thì tí nữa chắc. Ok. Đấy, cho nó nhanh chín mọi người nhé. Ok. Ok mọi người ơi, đây là một chiếc đũa mà vừa xong mình được cho nữa này. Đói quá mọi người, từ sáng giờ mới ăn. Nãy ở ngoài chỗ họp báo là mình ăn được mấy quả mận với cả mấy miếng gì nhỉ? Mấy miếng bánh. Wow. Đúng là mì Hàn Quốc mọi người ạ, thơm hơn hẳn, ngon hơn hẳn mì Oman. Hôm qua ăn mì Oman mà chán kinh khủng luôn. Chán như con rán luôn. Theo mọi người, trận đấu ngày mai Việt Nam và Oman tỷ số sẽ bao nhiêu? Hãy để lại một comment nhé. Lúc nãy thì mình ở họp báo á, mà nhìn thấy Park có vẻ thầy như nào, thầy có vẻ thầy hơi buồn và thầy hơi lo lắng. Có lẽ là sau cái trận đấu thua Trung Quốc vừa xong ấy, thì rất là nhiều áp lực dành cho thầy Park ấy. Nên là kiểu mình nghĩ là thầy cũng bị mất cái nhảy mất sự bình tĩnh ấy, bản thân ấy. Nói chung là mình nhìn thấy thương lắm, cảm giác thầy có những lúc mà cuối ông Hải trả lời thì thấy mặt thầy như này, kiểu nhìn thấy rất là buồn ấy. Mình thấy là không biết phải nói làm sao, mà chỉ lúc ấy chỉ có muốn là động viên thầy Park làm sao thầy ơi, thầy bình tĩnh lại, thầy hãy tập trung lên, chúng em ở phía sau lúc nào cũng ủng hộ thầy. Mình rất là muốn nói như vậy. Nên là những người đang xem video này các bạn ấy, hy vọng là mọi người hãy luôn ủng hộ thầy Park nhé, hãy luôn ủng hộ thầy Park này, ủng hộ đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Bởi vì chúng ta hãy nghĩ lại đi, trong vòng 3 năm qua đúng không, trong suốt 3 năm qua chúng ta đã tận hưởng được bao nhiêu là niềm vui này, của những chiến thắng ngọt ngào, giành được rất là nhiều những chiếc cúp này, và những khoảnh khắc mà chúng ta đi ra đường nổ tung, ăn mừng, hô hào cùng nhau. Hãy nhớ lại những cái lúc đó để thấy là bóng đá Việt Nam từ khi có thể bắt, trong vòng hơn 3 năm qua thôi, chúng ta đã có những cái điều mà vô cùng tích cực từ đất nước của chúng ta. Anh em
Ôi đá gì Việt Nam thua Thái Lan, Việt Nam đá đá đâu? Đã sao được đã thua ấy, thua và rất là nhiều người bi quan. Nhưng mà từ một cái giải đấu U23 châu Á, từ những cái ngày mà thường châu tuyết trắng, chúng ta đã có một cái trải nghiệm mà vô cùng tuyệt vời đúng không? Đó là một hành trình đến bây giờ và mình luôn luôn là mong là đó, mọi người đừng nhìn kết quả mà hãy nhìn hành trình. Và bây giờ chúng ta đang đến một cái vòng loại thứ 3 World Cup, nơi mà có vô vàn đối thủ toàn là những ông kẹ của châu Á, những đội bóng mà chơi giờ chúng ta chưa bao giờ nghĩ là sẽ thắng được họ hay gì cả, mà bây giờ chúng ta đá sòng phẳng với họ luôn, thì đó là một cái điều mà chúng ta phải hạnh phúc, phải tự hào mọi người ơi. Nên là xin đừng lúc này đừng làm áp lực gì cả, mà hãy động viên, hãy cổ vũ hết mình nha mọi người. Bây giờ ăn xong thì mình sẽ đi xem đội tuyển Oman tập ra sao mọi người nhé, để tiếp tục là sẽ có những clip cho mọi người cùng xem đó. Mua bánh mì Hàn Quốc này để động viên thầy Park luôn, ủng hộ thầy Park luôn mọi người nha. Bên này đồ ăn nó khá là thiếu thốn, mấy ngày nay mình toàn ăn đồ ăn nhanh thôi, tức là toàn ăn KFC, ăn gà suốt ngày, ăn gà hoặc tây chiên. Rồi bát mì ăn là ngon lắm rồi mọi người. Đau quá, cái chỗ này không chịu ăn nhiều quá, bị nhiệt miệng bây giờ. Ăn chạm vào đây là đau luôn. Đợt này đi cũng là một cái chuyến đi mà mình nghĩ là rất ý nghĩa với bản thân mình. Thật sự là rất lâu rồi anh em không thấy mình đi đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam này. Thời gian qua thì mình đã phải lo rất là nhiều thứ. Mình đang quay trở lại với đam mê của mình, đó là set up cho phong trào về freestyle football, bóng đá nghệ thuật. Về mục tiêu của mình là mình sẽ có, muốn sẽ có những người Việt Nam của chúng ta vô địch thế giới bộ môn freestyle football nữa. Nên là mình cũng đã dành ra mất một thời gian để có thể là bắt đầu ổn định tạo một nhóm tập bóng đá nghệ thuật của mình này. Hôm vừa rồi Việt Anh đã được thành tích là vô địch giải U14 Việt Nam Cool Freestyle Football Championship. Và sau đó Việt Anh đã thi giải thế giới mọi người nhé, thi giải U16 thế giới. Và Việt Anh đã vượt qua hàng trăm bạn trên khắp mọi nơi trên thế giới này để vào top 16 của giải đấu này. Đó là một cái điều mà mình vô cùng hạnh phúc. Mình thấy là những cái nỗ lực của mình nó đã bắt đầu đền đáp mọi người ạ. Và hiện tại thì mọi thứ đã bắt đầu ổn rồi, thì bắt đầu mình lại tiếp tục những cái hành trình tiếp theo cùng với bóng đá Việt Nam, để mình có những mục tiêu mới và đi cùng những giải đấu mới. Sắp tới nữa sẽ là AFF Cup nữa mọi người nha. Rất là nhiều thứ để xem, như là nhớ là đăng ký kênh ủng hộ Phúc nha. Hãy follow tiếp tục Phúc. Mình nghĩ là có những anh em đấy đã xem mình rất lâu rồi. Đó là một cái điều mà mình thấy hạnh phúc đó. Những lúc mình livestream mọi người nói là mọi người xem mình từ rất lâu này, hoặc là mọi người xem cả livestream từ đầu đến cuối 2 tiếng đồng hồ mà vẫn xem, thì mình rất là hạnh phúc và rất tuyệt vời. Cảm ơn mọi người rất nhiều nhé. Và bây giờ mình sẽ hút nước bát mì để ra sân.